Bà muốn đi hướng đó hả Đưa bà chủ tịch đi hướng đó đi Kỳ mừng e đi đâu rồi chứ Kỳ mừng e Nhanh lên Đi theo tôi Nhanh lên không. Đâu có ai quen đang ở đây đâu chủ tịch Hay đi chỗ khác thử nha Sao Kim Anna ở bệnh viện à Tôi đã luôn kiểm tra ở bệnh viện đó với hy vọng bà ấy sẽ xuất hiện Và dạ, đúng như vậy thật à. Có chắc đó là Kim Anna không Dạ chắc à. Nghe nói cậu su hớt đã đi cùng. Su hớt sao? Nếu su hết ở đó thì chắc chắn Kim Anh này cũng vậy. Nhanh lên, tới đó thôi. Cô ơi, bệnh nhân 50 tuổi, dễ đâu rồi. thịnh ơi đâu mất tiêu rồi làm sao lên nên... đây? mau không, lên không chịu không chịu đâu đó. Còn bị mất trí rồi hay sao vậy sao còn lại đưa ân e tới bệnh viện làm gì hả chứ làm sao Tại con thấy gì nằm bất tỉnh ở dưới đất Chứ lúc đó con phải làm sao Con thừa biết mẹ tới đây với bà mà Nghe tình con nói là nghe ở đây Mẹ giật cả mình Lỡ cô ta đụng mặt bà thì sao đi hả Mẹ sao mẹ lại Vì anh em bị xỉu mà mẹ chỉ biết lo cho chuyện đó thôi hả Mẹ không lo cho chị ấy chút nào à Cô ta bị bệnh đâu phải là tại mẹ đâu Cô ta không chịu ăn thì mẹ biết phải làm sao đi Lẽ ra con Nên chuyển cô ta tới bệnh viện khác từ sớm Như mẹ đã nói đi tại sao mẹ nói sao thì con cũng cứ nặng nặng để cô ta ở lại nhà vậy hả nếu con mà làm như ý của mẹ nói thì ba hoặc là ai đó sẽ sớm phát hiện ra chị ở đâu rồi ở nhà sao vậy là họ giấu cô ân e ở nhà của chủ tịch thật sao Sơn nghe thật sự đã giấu ân e trong suốt thời gian qua sao con đã lừa dối mẹ chủ tịch suốt ơi thời gian chủ tịch quá chủ tịch ơi rốt <laughs> cuộc con đã làm gì con gái của mẹ vậy con đã làm gì với con gái của mẹ vậy hả sao mẹ cứ hỏi con về chuyện đó hoài vậy hãy đi mà hỏi con gái của mẹ kìa con nói sao? Bởi vì người giam giữ con gái ruột của mẹ không phải là con mà là đứa con gái của mẹ cha Sung Hy Chủ tịch ơi Bà có sao không vậy? Chủ tịch à, bà hãy bình tĩnh lại một chút ừ. 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 Vì bị bệnh là tại mẹ hết đó mẹ chỉ biết nổi giận với gì thôi. lúc gì ấy sợ hãi thì mẹ chỉ biết phất lờ thôi. mẹ có lý do riêng. ưng ừ, e cứ bướng bỉnh nên mẹ không chịu nổi. À, bố chủ tịch ơi. nè, thưa Khi chung. mẹ của tôi đâu rồi hả? À, dạ chuyện đó. dạ chủ tịch đã biến mất rồi. cô nói mẹ tôi biến mất là sao chứ? tôi tôi đi mua nước cho bà ấy uống nè. Nên... cô đang giỡn mặt với tôi hả? con đưa ưng e về nhà đi xu hết à. mẹ đi tìm ba đã. bao đi thôi. À, Bà cứ dùng cái này để nói chuyện nha. Tuy bây giờ bà không nói được nhưng bà gõ được mà, đúng không? Mau rời khỏi đây trước khi sần hì tới. À. Dạ chủ tịch. trước khi tìm được cô anh không thể để cha xuân hy Hi phát hiện ra chúng ta đã đi gặp chủ tịch và nói chuyện với chủ tịch cả chuyện chủ tịch đã biết hết mọi chuyện tôi hiểu rồi chủ tịch à, xin bà hãy bảo trọng À, mẹ à sao cô nói không thấy mẹ tôi ở đây thật sự hồi nãy tôi không thấy bà ấy ở đây mà à, mẹ có sao không mẹ thư ký chung nói là mẹ biến mất nên làm cho con lo lắm à, bây giờ thấy nhẹ nhõm hơn rồi mau về nhà thôi mẹ ơi à, à, dạ mẹ à đi bệnh viện về chắc mệt lắm rồi <laughs> nhưng con rất vui khi biết mẹ đã khỏe hơn nhiều con hứa con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ nên <laughs> mẹ đừng có lo lắng gì cả mẹ hãy yên tâm mau chóng hồi phục sức khỏe nha mẹ <laughs> mẹ biết chưa tại sao con lại làm như vậy sao con dám mẹ đã coi con như là đứa con gái ruột trong suốt cuộc đời của mẹ rồi mà chắc bây giờ mẹ cũng mệt rồi mẹ ngủ đi mẹ chắc bây giờ chủ tịch đang đau lòng lắm tôi mong là bà ấy sẽ ổn tôi lo quá à. đứa con gái bảy luôn tìm bị đứa con gái còn lại bắt ngay ở trong nhà của bảy sao mà không đau lòng được kia chứ thấy cô ơn e với chủ tịch làm cho tôi thấy đau lòng lắm phải mau đi tìm cô ơn e để họ được đoàn tụ thôi đúng vậy phải nhanh lên thôi ừ anh nghỉ ngơi đi tôi về trước đây tôi đưa cô về à, không sao đâu mà đừng có lúc nào cũng nói là không sao như vậy chứ cô cũng đang trải qua nhiều chuyện mà cô mới phát hiện ra mẹ của cô chỉ là một kẻ mạo danh tôi cảm nhận được là chuyện này kinh khủng thế nào sao cô không chia sẻ với tôi mà cứ như vậy chứ tôi vẫn luôn lắng nghe cô mà nếu chịu đựng không nổi thì cứ nói đi cảm thấy mệt mỏi cũng không sao nếu tôi tỏ ra yếu đuối thì gia đình của tôi sẽ ra sao đi? Mỗi người đều đã đổ tội cho chính bản thân mình. Tôi càng tỏ ra yếu đuối thì họ càng thấy tội lỗi. Còn cô thì sao? Còn cảm xúc của cô thì làm sao đi? <laughs> Ít nhất thì cũng có anh hiểu tôi. Trung quên à. Sao rồi con à, Dì mệt nên nằm xuống ngủ rồi mẹ Chúng ta nên đưa dì vào bệnh viện à, Còn cứ kêu bác sĩ tới đây cũng được Kim Minh E đâu Kim Minh nay đâu rồi ừ, Tự nhiên anh xong vô nói chuyện gì lạ vậy Anh biết hai người đứng sau chuyện này Thôi đừng ra bỏ chối nữa ừ, Ba Anh đã biết chuyện hôm nay su hết đưa anh tới bệnh viện rồi Anh đã tới bệnh viện xác minh tất cả Nên nói nhanh đi đừng chối nữa Mau nói đi kim anh này đã ở đâu tại sao hai người không trả lời ba đã hiểu lầm rồi ba mẹ thật sự không biết gì hết lúc này rồi mà còn muốn tiếp tục lừa dối ba nữa hả xu hết có phải hai mẹ con con xem ba là thằng đần không mới lừa dối ba như vậy không không phải vậy đâu ba còn em cũng đừng có như vậy vậy mẹ chỉ nhớ lại cuộc nói chuyện, chuyện giữa anh rồi. với mẹ nên mẹ tưởng anh là người duy nhất cướp anh em của mẹ thôi em đừng làm vậy với anh đừng giở trò lật lọng như vậy nha trời ơi mình nè bà nói sao bà bị như vậy không phải là tại bà bị bệnh hay sao ba không lẽ bà đã biết là ba mẹ đã giấu gì suốt thời gian qua hả à, à chuyện không phải như vậy đâu su hết à anh này thiệt tình đây nhìn đi thấy cô ta ở đây nhẹ nhõm chưa thì ra đây là lý do Anh không thể nào tìm ra cô ta Em giấu cô ta ở đây Từ bữa tới giờ hay sao Hết <laughs> Vậy chứ tại sao Dù là chuyện gì Thì anh cũng nghĩ là cho em làm hết vậy Em tưởng anh không biết em là người phá kết của anh Để đâm sôi lưng của anh hả Sợ quá đi Mau đi đi mau đi đi. Ba mẹ làm ơn thôi đi có được không vậy Ba mẹ không thấy dễ đang rung hả <laughs> Anh tìm gì vậy Thông tin về mẹ ruột của Trung Quân Anh còn giữ bằng chứng không vậy Để đâu rồi Sao vậy Vì mẹ của Trung Quân là kẻ mạo danh cho nên anh Muốn tìm lần nữa hả Tôi nghĩ đây là cách duy nhất để có thể Khiến cô ấy có thể vui vẻ lên được <laughs> đây rồi Trời ơi, nghỉ ngơi một chút đi Mương Su Thật sự á, tôi không hề muốn nói chuyện này đâu ha Nhưng mà chịu không nổi nữa rồi Qua những việc gần đây Thì tôi không chối bỏ được nữa Tôi biết chung quanh gặp khó khăn Nên anh thấy tội nghiệp Nhưng mà làm ơn đừng có lấn sâu Càng làm thì anh càng không được hạnh phúc thôi Tôi không có tội nghiệp chung quanh gì hết Vậy thì tại sao anh không dừng lại đi Hả Nếu là thương hại thì tôi sẽ giúp cho anh nhưng mà lần này thì không. Ai, nghe đây, mẹ anh cũng không chấp nhận chuyện này đâu. Tôi thật lòng muốn chuyện của anh với lại China được thuận lợi. Tôi đã nói tôi không muốn nghe chuyện đó nữa rồi mà. Giám đốc à. Anh mau thôi đi. Ừ. Ai... Mẹ ai? Ủa? Mẹ không ngủ được hả? Ờ, con dậy rồi hả dây chuông? Ừ. ừ. Mẹ xin lỗi, làm con thức dậy rồi. Ừ. Mẹ ơi, mẹ khó ngủ như vậy. hay để con hát một bài cho mẹ nghe nha. Hát ru hả? Ừ. À... ừ. Chúc mẹ cửa ca ngủ ngon. <laughs> Mẹ cứ con, ngữ ngon nha. con của mình chính là báo vật nguy gia nhất của mình Mẹ Mình không thể nào sống thể tiếp mà không có thằng bé ta. ở bên cạnh được Mẹ có ngủ chưa? Mình có thể tưởng tượng được cảm giác của Chủ tịch suốt mấy chục năm qua Chắc là cô Ân cũng nhớ bà lắm cô ta bị bệnh đâu phải tại mẹ đâu cô ta không chịu ăn thì mẹ biết phải làm sao đây cô nè cô không thể tiếp tục nhìn đói như vậy được trung hoa em thích ăn đậu hũ lắm mà nè ăn đi ờ oh, oh, dạ cô nè tụi con đang đi tìm cô cô ráng chịu đựng và đợi tụi con nha cô cô tuyệt đối đừng để ngã bệnh và xin cô nhớ phải ăn uống đàng hoàng đó cô có muốn ăn cháo không? tôi có nấu rồi đây, vậy ăn đi. À, khoan đã, à, tôi sẽ ăn. <cười> <cười> Ờ, à, lại đây, ngồi xuống đi, nhanh. Tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với cậu. Cậu có biết tại sao chị tôi lại muốn gặp cậu, cậu biết không? Tôi không rõ nữa, tôi cũng muốn tự tìm hiểu nhưng mà chưa được nói chuyện với chủ tịch. Thấy khó khăn quá. À, đúng rồi, tại cha Sun phá đám hết chúng ta đã vào được phòng của chị tôi rồi mà tại cha xuân hy đi vô nên chúng ta vẫn chưa hỏi được gì chị tôi hết đó rốt cuộc là Đâu. tại sao chị tôi lại muốn gặp mặt cậu chứ ha rốt cuộc tại sao chị tôi lại làm như vậy nói như vậy là không phải cậu tôi đưa súc chị quan tới nhà tôi mà là mẹ tôi đã yêu cầu như vậy sao dạ tôi đã nghe lén được cuộc trò chuyện của cha mangu với súc chị quan rồi thưa bà tại sao tại sao vậy chứ sao mẹ lại tôi đã biên soạn những dữ liệu cần thiết bây giờ mời ông xem qua để tôi đi chuẩn bị quả nhiên tôi biết là có thể trong cây vào cậu tôi chỉ có thể tin tưởng được cậu mà thôi có phải tôi làm cậu áp lực không à, không có gì tôi rất vui vì ông chịu tin tưởng tôi vậy lát nữa cùng đi ăn trưa nha mình à Tôi xin phép. Cậu còn muốn đi đâu nữa? Dùng bữa với tôi đi. Mình à, em muốn nói chuyện với anh chút. Không còn gì để nói. Chúng ta đi mau thôi. Cái ông này thật là. Giờ đâu phải là lúc làm việc này. Nếu mẹ nhớ ra gì đó và đòi gặp xúc Chi quanh thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to đó. Thì lý do là gì? Tôi là trẻ mồ côi, nên mẹ tôi muốn tôi gả vào một gia đình thật tốt. Nhưng mà mẹ của anh ấy lại là một bà mẹ đơn thân. Chị ơi, À, Trung Quân hả <laughs> Dạo này chị sao rồi Chị không bị bệnh nữa chứ Ăn uống đầy đủ luôn hả chị Ờ à, thì tôi Chị có thể tìm ra được con gái là tốt quá rồi Nhưng bây giờ không có chị ở nhà Em cứ thấy nhà cửa trống vắng sao đó Em đã quen thấy chị ở trong nhà rồi Cô nói quá rồi Tôi đâu có quan trọng tới như vậy đâu Dạ không đâu chị Gia đình của em luôn xem chị như người thân ở trong nhà vậy đó nhưng mà, tới bao giờ thì chị mới chịu giới thiệu con gái của chị đây? Em thật sự rất mong được gặp con gái của chị. Tò mò quá. Ờ, à... 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 chuyện đó. À... À... Em hấp tấp quá hả? À... Em xin lỗi. Khi nào chị thật sự muốn, thì hãy nói với em cũng được ha ờ à, à, được 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 rồi à đúng rồi dạo này chung chung qua sao rồi cô ấy có thấy đỡ hơn chút nào chưa dạ chị em hôm nay cũng đã đi làm lại rồi chị à tâm trạng của chị em cũng khá hơn nhiều rồi đi làm đi làm ở đâu vậy con đã suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của bác con thật sự cảm ơn bác con sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ và bắt đầu làm lại từ đầu được vậy thì tốt quá rồi vậy dê chun. cảm ơn bác đã cho con cơ hội con cảm ơn bác nhiều lắm. Coi kìa, cảm ơn cái gì chứ. <laughs> Cùng nhau làm việc chăm chỉ. <laughs> dạ. Mà dạo này Trung quan sao rồi? Phát hiện ra mẹ mình là kẻ mạo danh và còn là kẻ lừa đảo như vậy. Chắc làm nó thấy kinh khủng lắm ha. Trung quan không thể hiện là đang đau khổ hay gì hết. Ai... Tội nghiệp con bé quá. ơi. Ai... Trung quân à em không giận anh hả thà em cứ la mắng anh anh còn thấy dễ chịu hơn nhiều sao tôi lại nổi giận với anh chứ bởi vì anh nói sẽ tìm mẹ giúp cho em nhưng mà anh đã không giữ lời cũng là do anh quá sơ xuất cho nên mới bị vậy su so hết à là lỗi của anh hết xin lỗi em nha anh đã làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn đừng có nói vậy mà anh đã cố hết sức để giúp cho tôi trung quân à là thật lòng đó đừng đổ lỗi cho bản thân nữa anh hứa với em à dù bằng mọi giá anh cũng tìm ra mẹ ruột của em không cần đâu tôi mong là từ bây giờ anh đừng dính líu vào chuyện này nữa tôi xin phép ra ngoài trước Alo, anh Mương Xu Tôi không quên, cô gặp tôi nói chuyện một chút, có được không vậy? Hả? Bây giờ sao? À... Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi nghe có vẻ tôi đang can thiệp sâu vô chuyện này, nhưng tôi xem giám đốc như là người thân trong nhà vậy. À, tôi biết chứ hai anh thân lắm à, 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 Thì tình tôi nói vậy à, là vì nghĩ cho lợi ích của anh ấy mà thôi à ừ anh cứ nói đi tôi luôn mong mong cho giám đốc của tôi được hạnh phúc hả chung quanh à tôi xin cô à không phải tay cô hãy buông tay giám đốc tôi không muốn nhắc tới chuyện này nhưng mà lúc anh ấy hẹn hò với lại China à mình đang nói cái gì vậy trời à, vì hồi trước gương mặt anh ấy luôn rạng rỡ và sáng ngời như vậy nè anh ấy lúc nào cũng năng nổ hết đó nhưng mà giờ cô nhìn mặt anh ấy đi lúc nào anh ấy cũng lo lắng vì cô nên gần đây anh ấy đã không còn là giám đốc của ngày xưa nữa rồi giám đốc của tôi thật sự sẽ không bao giờ từ bỏ cô cho nên là tôi xin cô hãy buông ra đi ha. <laughs> cô hãy từ bỏ anh ấy đi. Ờ, tôi xin lỗi vì nói vậy. Nhưng mà tôi xin cô đó. Làm ơn đi. À, chị à có chuyện gì hả chị? À, lúc thấy tôi gọi cậu chắc là cậu bất ngờ lắm. Bởi vì tôi có chuyện nhất định phải nói với cậu. À, chị muốn nói chuyện gì vậy? Là chuyện về China Kim. Chị cũng biết China sao? Tôi vô tình nghe được cô ấy tâm sự. Cô China Kim trong lúc sai đã, đã nói vài chuyện. À, nhưng mà tôi thật sự không muốn chỉ giữ chuyện này riêng cho mình tuy tôi biết đây không phải là chuyện của tôi nhưng mà tôi muốn gặp cậu cảm xúc của china sao cậu có biết tại sao china lại chia tay với cậu không cậu không biết tại sao à từ trước tới giờ tôi chưa từng muốn chia tay với anh ấy nhưng mà mẹ của tôi lại không chấp nhận anh ấy mà có biết tại sao không tại vì tôi là một đứa trẻ mồ côi china là trẻ mồ côi à đó là lúc cô ấy phát hiện ra cô ấy là con nuôi thật sự thì china không hề muốn chia tay với cậu đâu chứ wan à nhưng mà ba mẹ của cô ấy nói cho cô ấy biết về quá khứ của cô ấy và không cho phép chuyện đó xảy ra thì lý do là gì tôi là trẻ một côi nên mẹ tôi muốn tôi gả vào một gia đình tốt nhưng mà mẹ của anh ấy lại là một bà mẹ đơn thân tôi có thể hiểu được lý do tại sao mẹ của china lại làm như vậy bậc cha mẹ luôn ích kỷ tôi xin lỗi vì đã đột nhiên nói chuyện này với cậu như vậy nhưng mà tại tôi thấy tội nghiệp china quá Cô ấy sợ cậu đau lòng cho nên không nói cho cậu biết là mẹ cô ấy phản đối. Thậm chí là khi gặp lại cậu, cô ấy vẫn khó lòng. Nói ra sự thật cho cậu biết. Tôi hiểu lý do tại sao. Dù từ trước tới giờ cô ấy luôn thật lòng yêu cậu, cô ấy vẫn khó nói ra. Xin cậu đừng ghét bỏ. Tina của tôi mà. Tôi xin cậu đó chi quan Tôi xin cậu Hãy cho đứa con gái của tôi Đứa con gái đáng thương một cơ hội Mẹ à Giờ con phải đi công chuyện với chồng con một lát Chắc con sẽ về trễ Và dạ su hết cũng về hơi trễ nữa Chị giúp việc sẽ ở nhà và chăm sóc cho mẹ chỉ cần mẹ sung chuông vậy thôi chị ấy sẽ tới bên chỗ mẹ để mẹ ở một mình con cũng cảm thấy có lỗi với mẹ nhiều lắm đó <laughs> nhưng con nhất định phải tới đó thôi mẹ vậy được không mẹ con đi nha giám đốc tôi thật sự sẽ không bao giờ từ bỏ cô đâu cho nên là tôi xin cô hãy buông ra đi cô hãy từ bỏ anh ấy đi à, tôi xin lỗi vì đã nói như vậy nhưng mà xin cô đó lập tức tới nhà tôi đi Thật sự thì Gina không hề muốn chia tay với cậu đâu Chi Hoa à. Nhưng mà mẹ của cô ấy nói cho cô ấy biết về quá khứ của cô ấy và không cho phép chuyện đó xảy ra. Cô ấy sợ cậu sẽ đau lòng, cho nên cô ấy không nói cho cậu biết là mẹ của ấy phản đối chuyện của hai người. Thậm chí khi gặp lại cậu rồi, cô ấy vẫn thấy rất khó lòng nói ra hết sự thật cho cậu biết cô ấy vẫn khó nói ra là tôi đi gặp nhau chút đi tôi tới đón cô Sao anh lại tới đây vậy hả Chi Quan? Còn cô thì sao cô Trung Quân? Chủ tịch đã gọi điện thoại cho cô hả? Ừ Sao cô không nói cho tôi biết? À, à, ờ, ờ, chuyện đó Anh Chi Quan! Anh tới đây để gặp Gina hả? Trung Quân à? Vậy thì tôi vào trước đi đi chỗ khác nói chuyện đi sao vậy không đi hả <laughs> bà chủ tịch đợi cô ở trong phòng đó dạ <laughs> Sao vậy? Đi được chưa? Tôi xin lỗi. Tôi có chuyện cần phải nói với Trung Quân. Anh Chi Quan à. Mình nói chuyện sau đi. Ồ, bà chủ tịch. Tôi tới rồi đây. À, à, hôm nay chị Quang bận cho nên là không tới được. Anh chị Quang, à, sao anh lại... Bây giờ phải nhanh chóng tìm cô Anh e trước. Không còn thời gian nữa. Ừ. Bà Chủ tịch à, bà chờ một lát nha. Chúng tôi sẽ tìm khắp nhà này. À. Sơn hy à con đã mong không phải như vậy tại sao mẹ lại tại sao mẹ lại vậy hả con đứng đó làm gì lôi chúng ra ngoài đi dạ bà chủ tịch à. không được đâu bà chủ tịch Bà chủ tịch Không được mà Bỏ ra Bà chủ tịch Không được, được mà bỏ ra đi Chủ tịch ơi Bỏ ra Chủ tịch ơi Chủ tịch Đừng làm như vậy mà Sơn Nghi Đừng làm như vậy mà Dừng lại đi Sao Mẹ muốn con dừng lại hả vậy mẹ nên ngăn cản bản thân mình lại đi dù mẹ có nghi ngờ con đi nữa thì cũng đừng nhớ tới những người ngoài như bọn họ chứ à, 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 à. tại sao vậy sao mẹ làm vậy với con con là con gái của mẹ con luôn luôn là con gái của mẹ con muốn sống vì mẹ à, vậy sao con làm như vậy nếu con thương mẹ tới như vậy thì tại sao đối với mẹ con không là cái gì hết so với ưng e thì con chỉ là đứa con nít được mẹ lượm ngoài đường về nuôi thôi có đúng vậy không đúng vậy trước giờ là vậy mà từ trước tới giờ đã luôn là như vậy rồi mà đúng vậy đúng đúng là con đã làm đó con đã làm tất cả con đã làm người vô ẩn e bao nhiêu năm nay con muốn cô ta và mẹ không bao giờ được gặp lại nhau mẹ hài lòng chưa mẹ thấy sao hả mẹ đã hài lòng rồi chứ gì <laughs>